Hành động đẹp của nữ KOL 19 tuổi, Quỳnh Anh chinh phục trái tim cộng đồng vì vừa xinh đẹp lại tấm lòng nhân ái. KOL Quỳnh Anh, mặc dù mới chỉ 19 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hành động đẹp và đầy nhân ái khi ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ cứu trợ miền Bắc sau thiên tai. Sự đóng góp của cô không chỉ thể hiện sự chín chắn và lòng nhân ái mà còn là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của lòng sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới trẻ. Bằng hành động này, Quỳnh Anh đã chứng minh rằng sự nổi tiếng và ảnh hưởng có thể được sử dụng để tạo ra những giá trị tích cực trong cộng đồng. Dù còn rất trẻ, cô đã có những quyết định đầy ý nghĩa, đóng góp một số tiền lớn để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Số tiền 100 triệu đồng đã được cô chuyển đến các tổ chức từ thiện và cơ quan chức năng, giúp cung cấp thực phẩm, nước uống và vật dụng thiết yếu, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho những người đang cần. Hành động của Quỳnh Anh đã nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi rộng rãi từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Sự đóng góp của cô là một ví dụ sáng giá về cách mà những cá nhân trẻ tuổi có thể sử dụng sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực. Quỳnh Anh đã thể hiện một hình mẫu đáng ngưỡng mộ về sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội, chứng minh rằng tuổi tác không phải là yếu tố quyết định khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Hành động đẹp của nữ KOL là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng và là minh chứng cho sức mạnh của tình người và lòng nhân ái trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.